Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Monster Legend và Mia Thanh SG đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ nhận được thêm được 10 mảnh của con Lost Mortus, một con Legendary hệ lửa. Và chúng ta sẽ claim nó nhá. Đó, 10 cái mảnh nữa rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái gì đây? Crazy Witch. Cái này thì chúng ta sẽ có cái Special Library Chest, cái hòm bắt buộc ta phải mua thôi. Cái gì event gì đó, có event để nhận thêm cuộn giấy à. Này cuộn giấy này anh em, vàng này, kim cương hoặc là thức ăn. Chúng ta sẽ có thêm cái 3 Ace Chest nữa. Thế thôi, tất cả thông tin và xem quảng cáo để lấy được cái con rồng gọi là, không con rồng mà con quái vật, con cá voi trang bị súng ống đầy đủ. Chúng ta sẽ đi lấy thức ăn nào. Và mục tiêu của chúng ta, cái này chỉ còn một ngày thôi. Mục tiêu của chúng ta sẽ là cái con chuột chuỗi này. Có một người đã sẽ giúp đỡ mình để có thêm thức ăn cũng như thêm một chút vàng trong này. Chúng ta sẽ lấy hết thức ăn đây nha. Thức ăn vàng này. Và cái con Legendary của mình thì đang up trong này đúng không? Con kia sẽ còn một ngày nữa. Ngày mai thôi. Ngày mai thì mình có thể review được cái con Tiger, con Monster Legend của chúng ta. Chúng ta đang đi lấy vàng để thực hiện cái nhiệm vụ ở trong cái hòn đảo này. Hòn đảo gồm những cái con động vật thỏ thiếc. Con thỏ là cái con cuối cùng ta có thể lấy được. Chúng ta sẽ repeat này. Và chúng ta sẽ thêm được một con trên này. Ở đây thì chúng ta sẽ bắt bỏ con này đi là được thôi. Đó. Sau đó mình sẽ sinh sản thêm cái con kia luôn, repeat này. Ở đây thì chúng ta sẽ vào đây và mở cái hòm trong này nha. Mình sẽ được một cái hòm free, một cái hòm gỗ thuộc cái dạng gọi là cùi bắp nhất trong cái này đây. Chúng ta skip được một cái máu level 1, cái runner level máu. Ở đây thì chúng ta sẽ xem nào, có cái gì không. Cái này là cái gì ta? À, giảm giá thôi. Giảm giá con rồng, con quái vật ba đầu này. Một con gà tây cầm túi kim cương này. Và một con Krampus, con chuyên bắt cóc trẻ con này. Ở đây cũng đang giảm giá 3 giờ nữa. Toàn là rồng nha. White Walker, Ready Dragon và Draconium Thium. Phía dưới là robot này, game này. Xem có nhiệm vụ gì không? Chắc là chưa. Chắc ta phải đợi thôi, nhiệm vụ thôi. Mình sẽ cho cái này vào đây nha. Có điểm nào không anh em? Hình như mình mắc cái điểm ở trong này rồi thì phải. Chúng ta sẽ vào trong cái hòn đảo. Cái Mercenary. Mỗi cái nó sẽ còn thiếu một cái thôi là xong. Cho vào đây này. Đó, được một cái rồi. Mình đã xong cái nhiệm vụ breeding. Vì chừa là cái nhiệm vụ hatching nữa thôi là xong. Và chúng ta sẽ vào trong nào. Chúng ta đang thủ đúng không? Team War thì chúng ta được 82 War Coin. Vì trận thua vừa rồi chúng ta đang thua. Bình thường sẽ được hơn 100 War Coin cũng như được thêm một số thức ăn cũng như một số vàng. Con bò đẹp quá, hay mua con bò nhỉ? Con Eva Space này thật sự rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ muốn mua thì chắc cần phải nâng cấp cái môi trường sống của chúng ta lên. Chuẩn nâng hết lên những cái này lên này. Chắc là mình sẽ bỏ bớt đi một số cái môi trường của con panda này. Nhưng con panda này kiếm rất là nhiều the gold nhá. Mấy con panda này thì hiện tại thì nó sẽ kiếm được max income của nó sẽ là, hiện tại đang là 30.000. Mỗi con này thì nó sẽ kiếm được khoảng bao nhiêu đây? Mỗi con nó sẽ kiếm được 79 gold trong vòng 1 phút đấy. 79 gold à? Bọn này thì sao? Bọn này thì dĩ nhiên là nhiều rồi. Bọn này cấp cao 100, cấp 70, 155 gold này. Ví dụ là so sánh với cấp 15 chẳng hạn. Ví dụ con cấp 20 này thì chắc là chưa kiếm được bằng nó. Ồ, 80 gold này anh em. Những con R này kiếm gold rất là nhiều. Con này thì lại ít hơn này. Cho mấy con này lên, tiến hóa hết lên. Scuba có 22 gold thôi. Ít quá, chúng ta cần phải xem con nào nó nhiều gold ấy. Thì chúng ta sẽ kiểu là nâng cấp lên cho nó. Chắc mình sẽ nâng cấp mấy cái môi trường này lên này. Để có thể chứa được nhiều panda can hơn không. Thì sẽ gút gọn vào hơn. 280.000 vàng đúng không? Nâng cấp này. Chúng ta sẽ có một thằng nông dân đang đi xây ở kia đúng không? 11 giờ nữa mới xây xong cả. Lâu nhỉ. Cái này thì mình cũng sẽ nâng cấp lên này.
cố gắng lên nâng cấp lên max là 4. Và chúng ta sẽ vào trong này và chiến đấu thôi. Ở trong cái phần này attach multiplayer hôm qua mình được 1.900 đúng không, hôm nay là còn sao còn 1.800 vậy. Defend loss này, wow, thấy chưa, có team còn khỏe hơn cả team mình. Cấp 100 là con người ngoài hành tinh này, cấp 92 và cấp 100. Revenger, mình sẽ xem cái view team này, họ sử dụng team gì. À đây là cái ấy thôi, use profile, team tấn công và team phòng thủ. Team phòng thủ khá là yếu, nó sẽ trả thù nha anh em. Mình sẽ lên và trả thù, trước hết mình phải đổi lại team trước đã. Team phòng thủ thì mình cần phải đổi lại đó. Cái trò này là mỗi lần đi đánh là phải đổi team phòng thủ, team tấn công, nó khá là lằng nhằng, rắc rối. Ok, chúng ta đổi team tấn công cái, tắt hết team tấn công đi là được. Xong cho tạm vào, nếu mà trường hợp mình quên, đề phòng trường hợp mình quên. Đó, Rock Continuum và con này nữa. Attack team này, lựa chọn này, Razu, Krubo và Frostbite. Tiến lên nào, chúng ta sẽ đi trả thù này anh em. Mình sẽ quyết tâm mà trả thù thanh niên kia cái. Defend thua đúng không? Ta sẽ đánh lại mày, 1793 đúng không? Chiến thôi, nó vẫn chỉ là cái bạc 2 thôi. Tiếp thủ nó rất là yếu, cực kỳ yếu, không phải yếu nữa. 1793 cái cúp này. Block Grabs 68. Ai chả đều là Legendary hết đấy. Như thế này thì không ăn thua, vấn đề nó sẽ không ăn thua với mình. Chúng ta sẽ dùng một tuyệt chiêu chiếm hữu nó gái. Processor đã bị chiếm hữu. Con nào nữa, Block Grab sẽ có bị không? Kháng đây thôi. Mình sẽ con này 10.000 chết luôn này. Cho mày chết luôn này. Hết đánh nha cu. Đánh đi. Confusion. Wow, đấm luôn 5.000 máu. Yếu thế nhờ. Thế nên là yếu quá. 100% đam lên rồi. Chúng ta búp đam lên. Con này bị điều khiển không? À không, con này không bị điều khiển. Vậy nó bắn lan à? Vấn đề nó sẽ bắn lan chúng ta khá là thấm. Mình sẽ hít hà một cái này. Ồ, con này nó kháng bóng tối à? Rồi đứng nguyên đấy. Đằng nào thì nó thì cũng bị ấy thôi. Chúng ta sẽ dùng tuyệt chiêu Legendary. Chết, không chết. Đánh đòn mít à? Hơi buồn. Nhưng vẫn gây ra được cái hiệu ứng ác mộng cho nó kìa. Bị stun rồi. Thanh niên đã bị stun mình. Tự stun mình. Impact, after impact 30.000 máu. Đó là chúng ta sẽ có hiệu ứng double dam lên. Và chúng ta lên được 30.000 máu đây. Wow, tuyệt vời. Chúng ta sẽ next sang cái cửa khác nha. Bắt đầu quay số nào anh em. Nào, cho sẽ được game, không được hai cục game nhờ. Cái này thắng là được sẽ 10.000 vàng này. Chúng ta đã trả thù thành công đây anh em. À, con bò cấp 100. Ồ, có gì đây? Chú hề à, vua hề à? 1952 này, mấy thanh niên này mình sẽ đánh cho nó giảm điểm xuống. Không cho nó lên 2k, quyết tâm là như thế. À, rồi. Ồ, thằng hề này, thằng này mình sẽ xem nó là gì. Nó cấp 60 thôi, mình sẽ giết con Mega trước này. Phải điều khiển con Mega trước. Rồi, và sẽ đánh nốt cái con này luôn. Chết luôn, 8.000 máu này. Confusion. Xem thằng này nó sẽ dùng chiêu gì. Confusion rồi. Cắn 15.000, bốc hơi luôn kìa. Khỏe thế. Đánh sao, búp đam lên cho anh em. 100% đam đây. Chiến thôi. 100% đam này. Chém nó. Hour impact. Bốc hơi luôn, không thể nào mà đỡ được. Các bản team nó vẫn là yếu thôi. Team mình thì nó cũng không đến nỗi khỏe lắm. Nhưng mà cấp ta cao hơn. Chúng ta trang bị mấy cái runner cấp 6 khá ổn. Và cái mấy skill của nó đam to nữa. Vì thế chúng ta thắng được game không? Chúng ta sẽ được thêm 2.000 thức ăn này. Và mình sẽ còn một trận đây nữa. 50-55 này. 70 này. Rock Continuum này. 115. Này thì không đánh được. Mình sẽ đánh những cái thằng 2k này để nó giảm điểm xuống nha anh em. Rồi, cố gắng đánh nào. 24 điểm thì chúng ta sẽ lên được 1.900. Và lần này mình sẽ cố gắng để giữ cái điểm này. Đây rồi. Tiến lên nào, chém nó thôi. Chúng ta sẽ dùng cái tuyệt chiêu chiếm hữu trước. 19.000 này. Con này kháng gì đấy? Kháng processor. À, 35% không bị dính chiêu kìa. Không dính chiêu à? Đã dính. Thanh niên này đã dính. Chính xác đã dính rồi. Bắn lên.
cộng 50% đam kìa, ngon. Hay 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 thế nhờ. Chúng ta lâu lắm không đóng băng bọn này luôn. Nó sẽ đóng băng con người đá cái. Con này nó kháng hiệu ứng này. Khó chịu chưa? Đứng nguyên đấy nha, cô. Đó, nó sẽ cộng thêm 350 heal nữa từ cái item. Tiếp tục là đóng băng, turn loss. Mình cộng được 50% đam đúng không? Mình sẽ khe bọn này cái chết luôn này. Khá đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Loading xong rồi đó. Chúng ta sẽ thắng được cái này và mình lên được 1907. Chúng ta sẽ còn 100 điểm để lên được 2k. Mục tiêu vẫn sẽ là 2k. Bằng mọi giá phải lên được 2k trước cái thời hạn nó thầu tổng kết để được cái phần thưởng ngon. Phần thưởng của cái rank 2k sẽ là, nó sẽ là bạc 1 sẽ là ba cái gọi là cái dây chuyền cũng như 200.000 thức ăn này, một cái runner cấp 4. Gold thì được runner cấp 5 này. Wow, runner cấp 7 cơ. Legendary 4 này. Kinh nhờ. Legendary leader sẽ được cái hòm. Cả lên cao ta sẽ được càng thêm nhiều thứ hơn này. Trên này sẽ kiếm này, trên này hòm vàng này. Wow, Legendary sẽ được hòm vàng. Một hòm vàng, một bình thuốc nước tăng máu kìa. Runner cấp 7 kìa. Runner cấp 7 và 20 cục shell luôn. Vấn đề là rất rất khó. Ranking này, friend này, đây là bạn bè mình. Chúng ta có thể xem được những người bạn bè của mình có rank bao nhiêu. Mình đứng thì khá thấp thôi, mình đứng thứ 7 trong tổng số rank này. Mình chắc là lên tầm khoảng 2k rank. Rồi, và khi xong cái này thì mình sẽ vào trong phần adventure map nha. Chúng ta đang vẫn cố gắng đi phần adventure map đúng không? Đi để lấy thêm game. Lấy thêm game để có thể là xây dựng thêm các khu đất, mở đất hoặc là làm cái gì đó. Fighting nào, way 1-2, way 2-2 này. Chiến đấu. Nó sẽ chơi với mấy con bầu dục đây, 76, 77 và 76. Fighting nào. Monster Battle. Và chúng ta sẽ cần chiếm hữu không? Thật ra thì nó tầm khoảng mười mấy ngàn máu thì sẽ như thế này thì nó gần chết này. Chúng ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh nhỉ. Ôi, còn một con không bị sao kìa. Rồi, mình sẽ dùng tuyệt chiêu On Enemy này để giết chết hai con kia đã. Không thấm lắm nhỉ. Nó chỉ có trừ 11 stamina thôi. Atrial Blizzard. Chúng ta sẽ cắn một phát thì không chết được đâu. Có khi mình sẽ đóng băng nó phát nhỉ. Đóng băng phát cái. Đó, turn loss, mất lượt luôn. Lượt sẽ chuyển sang lượt của mình. Tức là đóng băng, trừ đan đóng băng nữa. Normal chiêu này thì sao? Chiêu này sẽ chết luôn này. Tầm khoảng 3.000, 7.000 máu kìa. Chiêu out impact thì nó khỏe hơn. Mười mấy nghìn máu mình sẽ để dành để giết. Wow. Bọn này con bò lửa. Gớm vậy. Có vẻ gớm ta. Không chết được luôn nhở. Không chết được luôn này. Underworld Rise. Nó sẽ là yếu với thằng này. Vì nó sẽ chỉ đánh được khoảng 4k máu thôi. Có khi mình sẽ dùng cái tuyệt chiêu này để ra triple dam. Đó, 200% dam đây rồi. Tuyệt vời, đánh thôi. Underworld Rise. Tiến lên, đội quân sắc sống. Chúng ta sẽ sống dậy nào. Gần chết rồi và mình sẽ dùng một cái tuyệt chiêu đánh lan nữa thôi. Ethereal Blizzard là xong rồi. Đó, toàn là tuyệt kỹ thôi. Tuyệt kỹ của những cái thôi này. Đóng băng nó đi. Rồi, chúng ta đóng băng rồi. Đáng lẽ mình phải để nó đánh cho một phát để mình được 2 sao thôi. Đừng có 2, đừng 3 sao, đừng 2 sao. 2 sao này là đẹp này. Đúng, thế này là ổn nhất này. Thì mình sẽ có thể quay được lần 2. Cái này thì cày cấp rất là nhanh. Cực kỳ nhanh luôn. Chúng ta sẽ được cái gì đây? Game không? Không được game rồi. Thêm được 225.000 này, thấy chưa? Nó nhiều tiền thế nào. Chúng ta còn 3 trận nữa. Trên này 144, highway tất cả, fighting, chiến đấu. Chúng ta sẽ đối đầu với ai đây? Lesaki 79 à. 10.000 máu thôi. 10.000 máu thì mình cho một hit là chết hết cả team này. Để nó đánh cho phát đi, để nó đánh cho phát đi. Hồi stamina đi đó, như thế là được rồi, đánh cho phát đi.
Wow, nó trừ power này. Khắm rồi, khắm rồi, khắm rồi, khắm rồi, bắt đầu khắm rồi. Nó chẳng phải yếu đâu, tí nó chẳng yếu chút nào đâu anh em. Đừng coi thường nó mà chết ngược nha. Đó. Chúng ta sẽ đánh nha bằng cái tuyệt chiêu này để giết nó kết thúc nhanh nào. Wow, chết được có hai con kìa. Vấn đề là như thế đấy. Không hề đơn giản, Lesaki. Ô, con này 5.007 này, xong đánh này. Chết bé này. Hay lắm. Trận thứ hai. Next way rồi. Next way. Mấy con khủng long hay con rắn gì đó đây. Mình sẽ dùng tuyệt chiêu. Processor thôi, dùng tuyệt chiêu này đi. 11.000 máu này. Out of impact nó kháng days. Nó kháng days. Wow. Ghê 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 ghê. Nó kháng days đúng không? À, chúng ta dùng tuyệt chiêu nào cũng được. Thật ra tuyệt chiêu nào thì cũng được. Tuyệt chiêu này đi. Confusion đã điều khiển một bé. Đánh nhanh thắng nhanh nào anh em. 350 heal hồi máu cho chúng ta. Trừ ra trừ cái độ chính xác hơi khó chịu nhỉ. Đóng băng phát nhờ. Không được thì cũng phải hút hết sạch cái stamina của nó. Đó, như thế này là đẹp này. Quá ổn. Để team nó không thể phản kháng được. Tiếp tục là bị đóng băng. Hết skill. Hồi stamina. Còn tốc độ nhanh quá. Chúng ta sẽ dùng con này thì cũng hết skill rồi. Nó là cần phải cooldown skill cơ. Một ô. Con này có tận đến 1.000 hơn 1.000 máu này. Chém thôi. Legendary. Kháng days thì mình không quan tâm. Nó đã chết rồi. Bốc hơi. Tầm 2 sao là đẹp rồi. Đấy, tầm khoảng 2 sao thôi. Nên là tầm 2 sao là đẹp. Chúng ta lên cấp này. Ngon. Đó, chó sắp lên cấp rồi. Quay số nào anh em. Ra cái gì đây? Ra game không? À, không ra game. Ra 225.000 là vàng. Đó, cho sẽ lên cấp 48. Và mình sẽ thưởng thêm game ở đây. Chúng ta một cái Light Boss. Light Boost. Nó sẽ tăng cái lượng gold kiếm được khi chúng ta chiến đấu trong đấy. Và ở đây thì mình sẽ chiến đấu với một con boss. Ở đây mình sẽ được thêm 5 game nữa. Đó, wow. Mấy con này con là người máy hay robot? Hyperions. Đội quân Hyperion. Đội quân người máy. Level 81. 16.000 máu. 20% không dính chiêu thức. Chà. Khá là thốn. Không dính chiêu thức à thì nó cũng đã bị ấy rồi. Dính rồi, dính một chiêu rồi. Hyperion này. Hai bé luôn nha. Búp lên, cho sẽ búp đam lên. Chuyến thôi, bây giờ là sẽ giết nó thôi. Confusion rồi, chiếm hữu rồi. Búp shell à? Búp shell. Búp shield cho mình rồi. Shield. Super shot, wow, nó hoa ấy, lưỡi cưa. Yếu mà, bọn này yếu mà, 100% đam này. Ê, he he, he he. Mưa răng. Chết cả team luôn. Ô, oh. Bốc hơi. Hay lắm. Ôi 3 sao à. Mình có đâu cần 3 sao đâu. Để nó đánh một chút đó chứ nhỉ. Chúng ta giết nhanh quá. Chúng ta giết quá nhanh có thể rồi. Bạn đã được thêm game không? Game đi. Không được. Lên cái cục này tận chắc được mười mấy game đấy. Rồi, chúng ta kiếm game này khá là dễ. Trong cái trò này khá là dễ. Chúng ta được thêm game kìa. Rất rất nhiều game. 80 này. À, bóng tối á. Bóng tối và magic. Phải trinh thôi. Bóng tối thì mình dường như là mình hơi ngại bóng tối. Điều khiển hai con này đi. Điều khiển hai con kia thì được ấy. Rồi. Chiều này cũng khá thấm. Oh man. Không được à. Không được thì ra đóng băng nó nhá. Băng phát này. Đó, đóng băng ba chú luôn. Yeah. 247 đam, đóng băng 263 đam. Turn loss. Confusion. 263. Turn loss rồi. Tiếp tục nào anh em. Nào, mình được búp đắp đam không? Đắp đam không? Chưa. Chưa có đắp đam.
Rồi mình sẽ giết chết một con trước. 13.000. Không kịp búp double dam rồi. Hơi buồn, thật sự hơi buồn. Chém nó. Nó thêm một cái hướng bị độc nữa kìa. Chiêu này sẽ rồi, mình có nên dùng không? Thôi, mình sẽ dùng luôn đi. Có thể nó sẽ chết luôn đấy, nó tầm khoảng 2.500 thôi. Đúng rồi, một đòn của con Frostbite nhá, sẽ giết được cái con này nốt là xong. Cắn nó, Stamina Lake. Rồi, 3.792 máu. Victory. Dừng đấy thôi, là đẹp rồi anh em. Quay số nào. Và mình sẽ tổng kết là sẽ được tất cả bao nhiêu game. Quay số nha anh em. Quay số nào. Quay số nào anh em. Ra cái gì đây, nó có ra cái gì không? Nó ra 425.000 gold. Thế là ổn rồi anh em. Và chúng ta sẽ xem được tức tổng cộng là bao nhiêu. Cái gì đây, cái gì đây? Strength level 5, chiều giá 50 game thôi. Không mua. Mình đang có 166 game rồi anh em. Và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Monster Legend. Bye bye.